Các quý vị người dân Kansas lập kỷ lục thế giới về nhiều người mặc áo len ngày lễ nhất, tin từ Lawrence, Kansas. Gần 3.500 người dân ở tiểu bang Kansas đã lập một kỷ lục thế giới Guinness bằng cách cùng nhau mặc áo len chủ đề Giáng sinh và hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 12 trong trận bóng rộ giữa đội Jayhawks của Đại học Kansas với đội Gisley của Đại học Montana có tất cả 3.473 người đã mặc áo len ngày lễ tại vận động trường trong nhà Allen Field House ở Lawrence, Kansas nhằm phá vỡ kỷ lục trước đó là 1.175 người. Ông Philip Robertson, nhà giám định của tổ chức Guinness World Records, đưa ra nhận định là vận động trường tuy không nhộn nhịp như một lễ hội, nhưng rất tuyệt vời, trông rất hạnh phúc và vui vẻ. Ông tin rằng thành phố đã bán hết áo len khi hàng ngàn người dân bước vào không khí ngày lễ để được ghi nhận kỷ lục thế giới và nhiều người ăn mặc áo len ngày lễ nhất. Những người tham gia phải mặc một chiếc áo len dài tay với một số hình theo trang trí ngày lễ như người tuyết, cây thông, những chiếc chuông hoặc con tuần lộc.